mấy nhát xong là toàn bỏ đi không không làm đấy. Cầm đi cầm lại nó muốn hết. Giải bí xe không biết cái có được ăn đâu mà biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
9.000 đồng là cái khách có thể lựa chọn trong một loạt sản phẩm đặc thù. Áo phông lan, áo phông lưới cho bà con của bác mình. Cái áo phông lan, áo phông lưới cổ rất cổ tròn cổ đẹp, đi giao hết là bán kiểu hồi cũng gần rình mà muốn mua. Ra mua thì trẻ lại, mà gái mua thì đắt chồng nào. Mặc quan. Thank you.
lựa chọn cho đại gia đình mình luôn. Thank you.
đây mẹ bóc đấy, để vào trong này ấy. Vẫn quả này vẫn còn một. Đâu ăn quả? Mình cho ăn tí rồi mà kia đi. Sao quá lắm. Hai tía này bác còn tốt 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 không phải. Không quá nhỉ, không quá sai đây. Chất nhưng mà nó to như thế này mà nó thế này thôi, nó ngắn thế này. Không, chứ em thấy cũng ở nhà bằng cũng không có hùng to chát đây. Nha, để nó chín ở trên cây nó chín như thế này nè. Thế là giống nhau mà nó rồi ăn ăn mít kinh. Ngon. Vậy các bạn. Nốt quả này. Nốt. Sợi nốt rồi. Ui này nó mùi. Cái lên cao, dây dài cơ nó mây lên con cao. Con dây đó. Lấy cái này nó úp xuống.
Hai
quả ngọt tươi luôn. Được lâu hơn nhỉ, bắt độ mềm chắc làm được đâu nhỉ, bắt được 2 cân chưa bác ạ. Gặp là đây đi tập tự vệ đấy. Đi làm nói cái gì? Đã. Nói cái gì nhỉ? Không biết được, em cũng chịu. Đi phá đồi này vừa hết việc đi phá đồi này quả mọc đầy. Em cứ chặt thôi, cái nào cũng chặt, cái nào đẹp chặt.
chặt cái này. Hả? Nào cũng chặt, anh chặt đi, chặt bên kia đi, anh chặt nó. Không người mấy mấy. Anh lấy thủng đâu? Không thủng. Thank you.
Rồi, thế là rồi. Cái này hơi nhiều đá. Cái đây xem nó đều nhau. Chôn đi. Thử. Thì em cũng chôn bây giờ. Tí cho nó tắm nha. Cho nó tắm bởi vì không có ai chế em lên ạ. Thank you.
như quảng cáo mất tiền này. Bình thường ấy, bà cứ cầm tiền, tôi mua bình thường ấy. Đây, cứ cầm
coi đây. Cho họ phải năm năm bạc để mà ăn ngọt. Hôm qua cháu đấy chắc được 2 cân chưa? Rồi. Chưa. Có tiền mới đưa đâu mà rẻ. Bà đấy thật đi để bà về. Mua cho bà bao đấy. Ấy cháu ơi chị đi ngồi. Này, 1 cân nhá. Ừ. Bà cho 2 cân ạ. 5 nghìn 1 cân ạ. Mua là về bán hàng. Được chưa con? Được rồi. Các bạn có thể à, phải dừng rồi. Đấy, phải dừng rồi. Em vừa hái chiều qua ấy. Dạ. Có nhiều không? Có nhiều. Có nhiều. Có nhiều.
ăn được mà, về cháu vẫn ăn được. Ăn được. Là những này, những này đây. Cục sạch đấy nhỉ? Nhìn sâu sâu này là yên tâm. Nhưng mà nó ngọt anh ơi. Nhìn nó xấu xấu rồi. Ngoan. Cân của bác Kiên. Đây, nó để đây luôn. Cân của ai đó?
đắng lắm đấy. Dưa lê nó đặc thôi. Cái loại này nó chín rồi nó không được. Tôi còn chưa bán cái này. Có.
thơm mà cô. Ngọt thì không ngọt đâu nhưng mà thấy thơm. Em là em chỉ có ăn không thôi nhỉ. Không có hay. Mà cháu nó không thích ăn không. Lỡ bóc rồi. Lỡ bóc rồi cô ăn đi. Con mà ở đâu? Cái bữa này nó không ngọt thì chỉ có người nào thích ăn không ngọt. Đây 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 quả này. Ta tưởng mày nhân kiểu khác. Mà nhân kiểu khác hay sao? Thịt luôn đấy. Cháu nhân kiểu gì? Nó là con là cháu nhân kiểu gì? Nó là thế chứ. Ai mà để làm được. Quả nào chả như quả nào. 2,5 cân nha cô nhá. Xin nhá. Ơ cô đưa cho bà cái túi bà lấy cho hộ cho họ 2 cân ăn xong. Vâng, lấy 2 cân. Đây có quả này đẹp hơn cô ạ. Không, cô chọn nó lấy cho họ mà. Vâng. Đây con cần. Đây có quả mềm mà. Nó dễ chín lắm. 2,2 cân nhé. Chín mềm. Có cô về để mua 2 hôm là chín đấy mà. Con cả nạ. Đấy, xem rồi. 64 vâng, vâng, vâng. Ừ, nó bán ở chợ mà. Cả báo phí thiếu đấy họ ăn ngay. Chỗ nào là ở đây? Thuê để bán. Đây. Quả nào có chín không? Quả này nó sắp sát ra. Khoai này ở mình nhưng mà sao này không? Cái quả này chả tốt à? Ừ. Anh bán em ơi. Đây. Cái thứ bỏ đó cả. Vâng. Đó là bà em mua cho mẹ cái này. Cái này cô cứ chọn đi cái quả. Cái này hỏng. Bốn cân ạ. Xanh lè. Sáng 3 thằng cũng tút rồi. Đây cô cứ chọn đi. Ngon lại cho bác chị rồi nhỉ. Vâng.
các quả này già rồi mà cô. Hoa màu nó xấu đấy chứ. Đây cái này mà mặn. Cân tư cô ơi. Ngon đây. Có sợ không con? Không ngon. Em mốt ạ. Hai cái gà. Để chín nhũ nữa ăn được. Vâng. Cân như được. Vâng. Không, cái này nó không thối đâu ạ. Cái này nó không bị đâu. Mỗi quả này không. Ui dồi ôi, cái 2.8. Có mua cái này về để chưa mặc dầm có mũi thôi. Quê dầm đường. Dầm đường. Đây anh ơi. 5.000 cân bà. Mua đi. Để cho nó. Ở đây đây. Để nó. Này của cô đúng 1 cân luôn đó. Đó. Mua 5 cân thử lấy được rồi. Máy xưa máy cắt máy thì cắt. Cùi đúng 1 cân luôn anh. Thế nhẹ quá, 5.000 là hai con nó mà. Hai đồ xong đấy mai là xong lại bán. Tí ta bỏ ấy bên kia cho đợi lại. Mang về thì ôi giời ơi, rồi mạnh. Mà cũng cho cô. Dạ. Cho cô đang để mưa đi. Mặt bà con trồng cách bao nhiêu gáo đấy mẹ? Chưa có. Cái này cũng chưa có đâu. Nhìn xong xong lúa rồi. Ao về 5 ngô bay. Bay cuốc ngô con này. Em với mẹ làm đây nhá. Ừ. Trồng ngô đây. Đi sang hộ trồng ngô nhá. Ờ.
cái để phân phối đó, phân này. Phân này mới tốt. Phân mù. Thành nắm luôn mà. Ý cô dúi gì nữa được. Dạ, mẹ xoan này chung các con. Người nhất sâu. Dạ. Ôi trời ơi. Cái nào phải thì lấy.
nhưng mà thôi, đằng nào cháu cũng khổ bán đi. Cô ơi, cân lên. Còn này mới là mít tao nữa. Đấy không đeo lên được đâu. Thích đẹp lắm cái đấy, anh còn trả nó 5 triệu rồi. Quả này nó bị thối. Thôi ổi ông Băng. Đấy ổi ngon lắm. 5.000 cân đúng không? Ổi không? Đây vào chị. 7.000 anh hơn. Ừ, nhìn như vậy đi. Rồi, tôi ăn cho Giáng sinh mà. Sinh nhà nó sinh thôi. Tôi thấy thái này nó cái vấn đề. Cái này là chị mua. Cái này là chị mua. Xong rồi là ăn gì mà nó không ăn à? Cái kia ngồi một góc kia. Đúng rồi, đi đi thì chị ơi, từ khi lúc em đi dân quân về đấy, trước mày ra được rồi. Thôi thôi, chị không bao giờ đến được tủ ăn nữa mà. Em thấy thơm thôi nhưng mà chả biết phải thơm nước ăn lên đấy. Hai không bao giờ người ta đẩy như thế này. Đây là thối đồ ăn. Em vẫn chờ chị mà. Nổ đi chứ lại bán được nhiều lắm. Cô này có là mấy nhỉ? Chị này. Cô này có là mấy nhỉ? Lớn nhất. Chị này là 1 năm. Tên đấy. Chị đang nhé. Em đang nhé. Chị ơi. Chị đang nhé. Chị quả tiến luôn. Vui quay hẳn năm á. Có một quả để bổ vui thử hết nữa. Anh lấy một con mới của anh đi hải chứ không biết. Dao của cháu bây giờ. Chị lúc anh dùng cái bỏ tan về nhà, anh quên dặn ở nhà. Ăn ngon. Ăn đi chị ơi.
Ăn ở cái chỗ này đúng không? Có 5.000 cân thì bà lo này làm quả phải bán này nó bán rất rẻ cho cả quả 3.000. Bố. Quả to như này mua chết. Nắng hát không? Phải phơi ngon lắm. Ông ơi lấy miếng này nhá. Đây cháu cần.
đấy thì mua. Vâng, cái gì chứ? Cái chai bao tiền cân em? 12 ạ. Đấy, vừa 2 cân. Anh chị nha. Đất hàng nào? Ông dồi bao nhiêu? Con ta đi chứ bà. Đóng lại. Đi vào trong mặt đi. Cái này em vừa nhắn con rồi.
cháu bán chút cà phê pha yếu yếu ra đấy. Thank you.
I
cái gì không được mà bà cho ăn này. Ừ, anh thứ bà là yến mà sắn nào ăn cua à? Ngon không? Mai là làm con cua to. Pha cái bụng nó đây. Mai là nghĩ là nhá. Giòn mà nhá. Bảo ơi, lên dưới mày cho bảo mua mới. Thank you.
Hôm qua tôi cơm ảnh máy không? Máy trắng xây. Anh vừa đi làm không ở chị có nhìn thấy xe anh không? Đâm hai em tính hết cân đất này. Em xin nhắc này, dưới anh lên liều em mua đông. Ăn giòn mà, để cho trẻ con ăn. Chọn đi. Ông vừa hở nó ót.
Ê chú ơi. Ê bán cho bán đi. Ông ở lúc ón kim cho để đi nha. Đây đây, mua bán rẻ đi. Cho em một bán. Rẻ như chó đi. Ừ, rẻ như chó đi. Cái đấy một túi à? Một cân à? 1.000 chú ơi. Quá nắm nữa ơi, cho cân chiên ra, áo ra. Bán là nó. Kéo lắm à. Ăn ngon mà. Bao tiền ăn phải đây? Cần món đó hả? Lấy tiền nào? Lấy photo ấy à? Em lên làm lấy tiền đấy. Thôi bán được nhiều anh. Vâng vâng vâng. Chú ơi cháu chọn đi. Giờ có quả hồng rồi. Thế. Nhìn nó màu nó xấu nhưng mà nó ngọt lắm chú ạ. Chú ăn thử xem, ngọt hơn của cây khác luôn ấy. Có hàng à. Nãy ăn được mua rồi chơi à, tu nay luôn cắm. Ai quan đem ra phương pháp theo mấy tuần, theo mấy chú trẻ quốc tiến, quốc đá, quốc quán đình, quốc quán bán nào. Qua vừa lấy về mà. Ai quan đem ra phương pháp theo mấy tuần, theo mấy chú trẻ quốc tiến, quốc quán quốc đá, quốc mối, quốc mê bỏ chó đây. Ai bị phút, một con đem ra phương pháp Quốc giá Thank you.
là mẹ. Không, ăn rau xanh thôi. Thôi, con ăn đi, con đem cơm nhà họ thôi nhá. Dạ.
Ốc này to mà, bé. Bạn to nhỉ? Vâng. Có phải ốc bươu đâu con. Dạ, vừa tròn cân thôi. Giá bây giờ 85 rồi ông ạ. Anh Tuấn. Đây này ốc rồi à? Nhưng cái này chẳng qua con thì bé. Vâng. Bé về dã nấu canh. Nuôi trăng bên này. Cái này ăn chỗ nào nó có nước bổ và đến mùa rét nó lại phải có nước nắng nóng rồi. Đấy, đủ hai chân. Không đủ đâu, cái này chắc chỉ chân dưới. Chân dưới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con nhiêu chị nhỉ? Ừ. Còn mấy con to? Mấy bát này chị? Yeah.